lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong bản tin tử vi hàng ngày của 12 con giáp, dự đoán chính xác các phương diện về tài lộc, tình duyên, sự nghiệp và sức khỏe. Sau đây là thông tin chi tiết. Tử vi chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2020 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, tam hội mang lại cho con giáp tuổi Thân tình cảm ấm áp từ gia đình, người thân trong nhà. Họ thực sự là chỗ dựa tinh thần cho bản mệnh, nhất là trong thời gian sóng gió này. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng lịch ngày tốt theo dõi ngày sau đây nhé! Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay, Tý Dậu tường phá nhắc nhở con giáp tuổi Tý đừng nên vội vàng bất cứ việc gì, bạn rất dễ bị xảy ra sai sót. Cho dù bạn rất tin tưởng những gì mình làm rồi, nhưng vẫn phải nên nhờ ai đó kiểm tra một lần nữa. Việc để ra lỗi khiến cho người ta sẽ đánh giá sai về bạn đây. Thiên tài mà lại thuận lợi về kinh doanh đầu tư giúp cho con giáp tuổi Tý thu hút tiền bạc về mình. Lúc này là thời điểm bạn cần học cách tôn trọng, giữ gìn những gì bạn đang có. May mắn của bạn một phần là nhờ sự hỗ trợ của rất nhiều người đấy. Đừng quên rằng có những thứ mà chỉ khi mất đi rồi bạn mới thực sự hiểu ý nghĩa của nó. Vậy thì ngay từ ngày hôm nay hãy trân quý những gì mà cuộc sống dành tặng cho bạn nhé. Dù là một mối quan hệ hay sự giúp đỡ nhỏ nhưng bằng cả tấm lòng của họ. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, đừng để sự tức giận của bạn làm hỏng việc. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, có tiền để đảm bảo cho bạn cuộc sống thoải mái. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hòa, nghỉ ngơi là việc rất cần thiết để sáng mai bạn làm việc hiệu quả. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, giữ cho bạn bận rộn, giúp cho bạn tránh được rắc rối. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, không nên nghe theo lời khuyên ai đó liên quan tới chuyện tình cảm. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường xanh ngọc, nâu, quý nhân phù trợ, Hợi, Dần. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày, tam hợp che chở cho người tuổi Sửu có tình yêu nồng ấm trong ngày chủ nhật thảnh thơi. Một số cặp vợ chồng còn có thể nhận được tin vui bầu bí trong khoảng thời gian này. Ảnh hưởng của tỷ kiên cho thấy với chuyện gia đình thì hôm nay con giáp tuổi Sửu có phần hấp tấp, nóng vội. Chính điều này sẽ khiến cho cảm xúc của những thành viên gia đình bạn hôm nay không được tích cực cho lắm. Hãy cố gắng nhìn nhận mọi việc một cách tinh tế hơn. Thổ kim tương sinh hỗ trợ cho những vấn đề liên quan tới tiền bạc của bản mệnh. Có người còn được người khác trả nợ, giúp bạn cảm thấy nhẹ lòng, thoát khỏi những bức xúc khi đi đòi nợ. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, nhớ giữ khoảng cách với người khác phái đã có gia đình. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, hạnh phúc đong đầy cho những người độc thân. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, có điều gì đó gợi bạn nhớ về quá khứ. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, hãy bỏ qua sai lầm của đối phương để bạn cảm thấy nhẹ lòng. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, sự tinh tế trong hành động giúp bạn được ưu ái hơn. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường nâu, vàng, quý nhân phù trợ, Tuất, Sửu. Tử vi tuổi Dần, xem lịch ngày tốt, chính quan nâng đỡ cho mọi việc diễn ra suôn sẻ. Thậm chí nếu con giáp tuổi Dần đang đi du lịch cũng sẽ có được chuyến đi như ý với những trải nghiệm thú vị. Về khía cạnh công việc, bạn có được lời khuyên hữu ích thông qua những buổi gặp gỡ bạn bè. Đừng dễ hài lòng, đừng dễ chấp nhận những gì bạn có ngày hôm nay, bởi mọi thứ có thể sẽ rất dễ thay đổi theo cách mà bạn không nghĩ tới. Đây là ngày mà bạn cần phải có một cái nhìn tỉnh táo và linh hoạt hơn trước những thay đổi của cuộc sống. Kim Mộc xung khắc ảnh hưởng tới mối quan hệ của gia đình, có thể là anh em bất hòa, thậm chí là chuyện vay mượn tiền lẫn nhau mà xảy ra xung đột, ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của mọi người trong gia đình. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, có những lời giải thích càng nói càng không có giá trị. Tử vi tuổi Bính Dần, Hòa, cẩn thận với những thay đổi ở hiện tại. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, để có chuyến đi suôn sẻ thì bạn nên hoàn tất nốt những việc còn dang dở. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, gia đình có chút lụng đục, không được vui vẻ. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, đừng quá quan tâm tới việc của người khác. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường tím, đỏ, quý nhân phù trợ, Thân, Thìn. Tử vi tuổi Mão. Xem tử vi phương đông, lục xung khơi dậy cảm giác ghen tuông, căng thẳng có thể khiến cho tâm trạng của bạn hôm nay không được tốt chút nào. Tuy nhiên, thay vì nổi nóng thì tại sao bạn lại không ngồi lại nói chuyện với nửa kia để chia sẻ và thấu hiểu nhau hơn?
Ngày hôm nay, thiên quan đẩy con giáp tuổi Mão vào giữa ngã ba đường, khiến cho bạn đứng trước những lựa chọn khác nhau. Có lẽ đây là lúc mà bạn cần phải thành thật với chính mình để biết được cảm xúc đích thực của bạn, thay vì bị tác động bởi bất cứ yếu tố nào. Ngay lúc này thì bạn cần phải thể hiện được bản lĩnh của bạn, vì bạn đã từng muốn lùi bước, muốn bỏ cuộc vì mệt mỏi, nhưng dù thế nào thì cũng phải bước tiếp, vượt qua giới hạn của chính bản thân mình đi nhé. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, không phải ai cũng muốn lắng nghe ý kiến của bạn. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, ở nhà thưởng thức bữa ăn ngon sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, bạn nhận được về bài học và điều đó rất cần thiết về lúc này. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, việc gì cũng nên nói rõ ràng ra, bạn sẽ không có lợi nếu cứ mập mờ. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, kiểm soát được cơn nóng giận, bạn sẽ tránh được những rắc rối trong ngày này. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, thân, dậu. Tử vi tuổi Thìn, xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, nhờ lục hợp mà những căng thẳng trước đây của con giáp tuổi Thìn được hóa giải. Họ lắng nghe bạn hơn để bạn có cơ hội nói thật lòng mình. Ngoài ra, hôm nay cũng là cơ hội để bạn xây dựng uy tín với người khác. Kiếp tài dự báo về việc xảy ra ngày hôm nay khiến cho con giáp tuổi Thìn hồ nghi những quyết định mà mình đưa ra, nếu chúng có thực sự đúng hay không. Hãy cho mình thời gian để ngồi lại, tự xem xét mọi việc và đưa ra những kết luận cho riêng bạn trước khi có những lựa chọn tiếp theo nhé. Ngũ hành tương sinh khuyến khích bản mệnh thực hiện một việc gì đó mà bản thân ấp ủ. Trong ngày cuối tuần, bạn có thể đi học thêm vẽ, bơi lội, may vá. Những điều nhỏ bé này sẽ mang lại niềm vui không hề nhỏ cho cuộc sống của bạn đấy. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa, gia đình hài hòa, mọi người cùng chia sẻ ngọt bùi với nhau. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, tránh đưa ra quan điểm cá nhân khi ai đó không nghe bạn. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, nên dành nhiều thời gian hơn để phát triển bản thân. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, có người đưa ra lời cảnh báo đáng giá cho bạn. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, hãy xác định rõ lập trường của mình, đừng để bị lôi kéo. Con số may mắn 7, 8, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường trắng, vàng, quý nhân phù trợ, mùi, Sửu. Tử vi tuổi Tỵ, xem tử vi chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2020. Tam hợp che chở giúp cho con giáp tuổi Tỵ nhận được sự thấu hiểu từ một nửa của mình. Từ đó bạn nhận ra hai người có nhiều điểm chung. Hôm nay cũng là cơ hội tốt để bạn có thể tỏ tình với người bạn thầm thương trộm nhớ nữa đây. Trinh ấn tương trợ để cho con giáp tuổi Tỵ làm việc gì cũng thông tỏ, sáng suốt. Có thể bạn vẫn phải xử lý một vấn đề quan trọng trong công việc dù hôm nay là ngày nghỉ. Dường như bạn giải quyết mọi việc vấn đề rất là tốt và hiệu quả, không ai có thể chê vào đâu được. Trong ngày này, vị trí của tài thần ở hướng đông bắc, phía ngoài cửa chính của ngôi nhà mà thai phụ đang sinh sống. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa, đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động đến thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa, cố giữ sự hòa nhã với mọi người, bạn sẽ nhận được rất nhiều điều thú vị. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, đừng đợi ai đó nâng đỡ bạn, hãy tự mình gây dựng thành công. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, bạn có khả năng thành công hơn bạn tưởng đấy. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, những đánh giá của bạn có cảm tính chủ quan nhưng khá chính xác. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, bạn có cơ hội giúp ai đó mà trước đây bạn chưa từng làm được. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường vàng, xám, quý nhân phù trợ, Tý, Sửu. Tử vi tuổi Ngọ, tử vi hàng ngày nhận thấy thiên ấn mang tới nhiều cơ hội cho những ai làm công việc tự do hoặc là nghệ sĩ. Dù bận rộn về sự nghiệp nhưng bù lại bạn có nhiều niềm vui và được là chính mình. Không cần phải quá tham vọng, bạn chỉ cần vui với hiện tại là đã đủ rồi. Hôm nay, ngày 5 tháng 7 năm 2020 dương lịch là ngày Can Kỷ. Ngày Can Kỷ thì không trị bệnh ở Tỵ, do đó bản mệnh không nên tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay sẽ không có lợi cho bạn. Ngũ hành xung khắc còn cho thấy những băn khoăn về tài chính có thể khiến cho bạn không được vui vẻ cho lắm. Tuy nhiên, thay vì đổ lỗi cho chính mình,
tốt nhất là bạn nên nhìn lại vấn đề và xem hướng giải quyết sao cho phù hợp. Dằn vặt bản thân chẳng được ích lợi gì mà chỉ làm tốn thời gian của bạn thêm mà thôi. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, tránh gần gũi với ai đó gây hiểu nhầm. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, chớ ngần ngại, hãy làm việc bằng quyết tâm của mình. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hòa, nhớ lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, khi đòi tiền nợ, bạn cũng phải dứt khoát kèm sự khéo léo. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, cẩn thận nói trước bước không qua đấy. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường đen, nâu, quý nhân phù trợ Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Mùi, xem tử vi chủ nhật, ngày xuất hiện Tỵ Kiền là ngày mà con giáp tuổi Mùi hãy xem xét mọi việc dưới góc độ cá nhân, theo cảm quan cá nhân hơn là thực tế. Điều này có thể gây ra những hiểu nhầm, những mâu thuẫn trong mối quan hệ của bạn với những người xung quanh. Cần cố gắng để tỉnh táo hơn khi đánh giá mọi thứ nhé. Ngũ hành tương sinh giúp bạn tìm được chốn bình yên cho riêng mình, bất chấp xung quanh bạn có phiền nhiễu đến mức nào đi chăng nữa. Lúc này bạn sẽ được thỏa mãn sở thích của chính mình và được sống lại những cảm xúc đơn giản trước đây bạn đã từng quên mất. Theo xem ngày tốt xấu theo nhị thập bát tú, hôm nay bạn nên làm những việc như khởi công tạo tác, mọi việc đều tốt, nhất là xây dựng nhà, chôn cất, cưới gả, xuất hành, đi thuyền, mưu sự hay cắt áo. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, đừng quá kỳ vọng về chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, mối quan hệ gia đình có xung đột. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hòa, tính toán kỹ nhưng nên linh hoạt với tình hình. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, đừng đợi chờ may mắn, bạn nên tự lực. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, hãy dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường xám, nâu, quý nhân phù trợ Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thân, xem bói tử vi tam hội mà lại cho con giáp tuổi Thân tình cảm ấm áp từ gia đình, người thân trong nhà. Họ thực sự là chỗ dựa tinh thần cho bản mệnh, nhất là trong thời gian sóng gió này. Ảnh hưởng của thương quan nên hôm nay con giáp tuổi Thân dễ rơi vào cảm giác mệt mỏi khi có quá nhiều công việc phải xử lý liên quan đến công việc công lẫn việc tư. Dù sao đi nữa thì cũng đừng dồn những căng thẳng bực dọc lên người khác nhé. Kim khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh. Bạn nên hoàn thành một số nhiệm vụ của mình nhanh chóng để có nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, hồi sức. Tử vi tuổi Giáp Thân, Thủy, cố gắng quyết tâm vì mục tiêu của bản thân. Tử vi tuổi Bính Thân, Hỏa, đừng quá quan tâm đến sự đánh giá thiếu khách quan. Tử vi tuổi Mậu Thân, Thổ, tránh việc nghi ngờ ảnh hưởng tới uy tín của họ. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, những suy nghĩ của bạn không nên nói ra quá sớm. Tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, nên để dành tiền tiết kiệm, đề phòng khi khó khăn. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường trắng, đỏ, quý nhân phù trợ Mão, Tuất. Tử vi tuổi Dậu, xem tử vi hàng ngày, ảnh hưởng của Dậu Dậu tự hình khiến cho bản mệnh hay suy diễn mọi việc quá mức, thậm chí bạn còn làm phiền người khác khi đưa ra những câu hỏi tò mò không đúng chỗ. Nhất là trong chuyện tình cảm, bạn nên tin tưởng người mà mình đã chọn, còn không thì nên dừng lại nếu không muốn cả hai mệt mỏi thêm. Nhờ thực thần mà trải nghiệm ngày hôm nay đem lại cho con giáp tuổi Dậu cảm giác hài lòng sâu sắc, cũng như sự hạnh phúc vì những gì cuộc sống đã giao tặng cho bạn. Vậy thì hãy tìm cách để phát huy, duy trì những cảm xúc ý nghĩa nhé, thay vì cho rằng chúng chỉ là một trong những tích tắc mà thôi. Kim khí vượng ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của bản mệnh theo khía cạnh sức khỏe. Hôm nay là ngày nghỉ thì bản mệnh cũng nên ưu tiên việc nghỉ ngơi hơn. Có việc gì thì để sang tuần xử lý, bạn sẽ tỉnh táo hơn. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, nửa kia thấu hiểu và thông cảm cho bạn. Tử vi tuổi Đinh Dậu, Hòa, có thể nhận được lời mời ăn uống. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, biết lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Tân Dậu, Mộc, chấp nhận việc ai đó làm trái ý bạn. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, đừng muộn phiền vì vấn đề chưa xảy ra. Con số may mắn 6, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, bạc, quý nhân phù trợ Thân, Dậu.
Tử vi tuổi Tuất. Xem lịch vạn niên, Dậu Tuất tương hại nhắc nhở con giáp tuổi Tuất không được chủ quan, thậm chí có việc bạn tưởng là hoàn thành nhưng đến phút cuối lại bị đổ bể. Dù thế nào thì cũng đừng buồn nhé, có thể đây là lúc bạn nhìn ra bản chất của một người để phòng tránh, không nên tiếp tục tin tưởng họ nữa, tránh hậu quả về sau. Cố gắng trì hoãn một việc nào đó hoàn toàn không phải là giải pháp phù hợp, ngay có kiếp tài đầu nhé con giáp tuổi Tuất. Đừng quên rằng bạn có thể chọn cách giải quyết cho riêng bạn. Tuy nhiên có những việc dù bạn có cố gượng ép thì mọi thứ vẫn diễn ra như nó vốn có mà thôi. Thổ kim tương sinh hỗ trợ cho những ai đang ốm sớm khỏe mạnh trở lại. Ngoài việc nhờ vào những yếu tố bên ngoài, bản mệnh nên chăm chỉ ăn uống và không quên vận động nhẹ nhàng để cơ thể sớm thích nghi lại với cuộc sống bình thường. Tử vi tuổi Giáp Tuất. Hòa, hãy chủ động, việc bạn chờ đợi quả là vô nghĩa. Tử vi tuổi Bình Tuất. Thổ, hãy trân trọng những ai đã từng giúp đỡ bạn. Tử vi tuổi Mậu Tuất. Mộc, cái xấu và cái tốt luôn song hành, hãy tỉnh táo nhận định. Tử vi tuổi Canh Tuất. Kim, không phải ai cố gắng tỏ ra thân thiết với bạn cũng vì ý tốt. Tử vi tuổi Nhâm Tuất. Thủy, chớ nóng nảy chút giận lên đầu người khác. Còn số may mắn 2, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường vàng, đỏ, quý nhân phù trợ, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Hợi. Xem tử vi hàng ngày, chính quan dự báo cuối tuần mà con giáp tuổi Hợi vẫn bận rộn với nhiệm vụ còn dang dở. Buổi sáng bạn nên cố gắng xử lý cho xong việc trước khi như thể bạn có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Đây là ngày mà con giáp tuổi Hợi sẽ có một số vấn đề cần phải giải quyết, trong đó có việc cân bằng giữa các trách nhiệm công việc và nửa kia là các tương tác bạn bè, đồng nghiệp. Việc làm thế nào để khiến cho bản thân lẫn những người xung quanh hài lòng quả thực là một thách thức, đòi hỏi bạn phải nỗ lực nhiều hơn đấy. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 15 âm lịch, nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Bản mệnh nên tránh mọi sự tổn thương và chạm, mổ xẻ và chấm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa, hãy thẳng thắn đối mặt với vấn đề của mình. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, sẽ chẳng có phép màu nào giúp bạn ngoài chính bạn đâu. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, hãy tương tác nhiều hơn với mọi người trong gia đình. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, sự tự tin của bạn cũng tạo nên sự thu hút đặc biệt. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, có cơ hội gia tăng sự kết nối với ai đó. Còn số may mắn 3, 6, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường cam, vàng, quý nhân phù trợ, Tý, Dậu. Đánh giá tử vi chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2020 của 12 con giáp. Tuổi nào gặp nhiều may mắn trong ngày, đó là các tuổi, tuổi Tỵ và tuổi Thìn. Con giáp nào có thể gặp nhiều rắc rối trong ngày hôm nay, đó là các tuổi, tuổi Mão, tuổi Dậu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Chúc các bạn mọi điều an lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.